Tôi đang định tính nói rằng là với Talia thì cái khả năng tấn công sớm đến từ đội hình bên phía của Redex là rất mạnh nha. Cái combo Redecton và Talia là một cái combo mà chúng ta không lạ lẫm gì nữa. Một cú làm choán trên 50 độ đến từ Redecton và sau đó là chồng thêm một cú quang điện chấn thì bất cứ một thành viên nào đến từ Lissabox bị dính cái hướng đó sẽ phải lấy bảng điểm số, kể cả nó có là on trong tay của đô, trừ khi nào mà on sử dụng cho mình thổi vế để ngắt một trong hai cái hiệu ứng của đối phương rồi sau đó là tốc biến để có thể lui về vị trí an toàn. Và chỉ có thời điểm cấp độ 6 đến tam ken của KL với cái đánh chén tôi nghĩ rằng mới có đủ sức để cover với lợi khống chế đó của Direct mà thôi. Ván thi đấu thứ tư trong cặp trận BO5 giữa Lissabox và Direct trong khuôn khổ playoff của LCK mùa hè năm 2022 mà chúng ta đang ở ván thi đấu thứ tư khi tỷ số hiện tại đang là 2-1 dành cho bên phía của Lissabox. Ván đấu mà Direct tiếp tục phải thắng nếu như không muốn cặp trận BO5 này rơi vào túi các thành viên bên phía của Lissabox và sẽ là cái tên đầu tiên tham dự vào vòng bán kết của LCK mùa hè năm nay. Giải đấu được giữ bản quyền phát sóng thuộc về BoxSport và rất hy vọng các bạn để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh phát sóng và lô trực tiếp của chúng tôi. Vâng, và bây giờ thì Croco bắt đầu vào vị trí để họ thực hiện một pha băng trụ xuống khu vực đường dưới nhắm tới ai. Tôi chưa biết, Barrel cùng với Dev đang đều còn đủ cái lượng máu để có thể chống chịu ở cấp độ 3. Nhưng Croco vẫn đang muốn thử. Một con mắt cắm tay bụi quả trạng 3 nhưng Croco đã đứng rình và anh ta bắt đầu vòng ra phía sau. Người đang được chọn để tấn công đó là Barrel với pháo trong trường cực kỳ tốt. Barrel không thể nào làm được gì hơn cả, tốc biến quay ta còn, nhưng để pha xảo. Rõ ràng rồi, đó sẽ là một cái góc độ mà anh ta không thể tốc biến được. Thứ nhất là Poppy có không thể lay chuyển anh ta tốc biến sớm là anh ta sẽ bị outplay. Và thứ hai là khi mà anh ta thấp máu rồi anh ta tốc biến thì cũng sẽ phải lấy bảng mà thôi. Với cái lượng sát thương và lượng hiệu ứng được trồng vào nó thực sự quá là hiệu quả dành cho bộ ba bên phía của Lissabox trong tình huống vừa rồi. Kinh nghiệm có thần cá sấu. Áp lực là nhiều hơn đến từ các thành viên bên phía của Redex khi chúng ta đang được nhìn thấy cái ngưỡng chênh lệch đến từ cả hai người chơi đường trên ở thời điểm hiện tại. Nhưng ở trong giai đoạn này thì Lissabox có vẻ như là không muốn bỏ qua. Croco sẵn sàng với tình huống ủi vai, cú tốc biến làm choáng thành công mọi thứ đang dồn vào vị trí của Croco và anh ta thấp máu quá, anh ta phải lên bảng điểm số nhưng vị trí của Kingun cũng phải đi theo đồ thấp máu rồi. Cái nội tại của Lissandra đang lên tiếng và KL bắt buộc phải thối lui về nhưng Closer tới anh ta có một tình huống lửa hồ ly kết hợp với một tình huống Cody cầu về rất nhiều sát thương. Đã lưỡi thành công, cú hôn gió không chuẩn xác tới từ Closer và Piosic vẫn lui về được trong vòng tay những người đồng đội. Chỉ mất một mạng đến từ bên phía của Redex mà thôi và họ vẫn có được sứ giả trong tình huống giao tranh với đối phương vừa qua. Có thể đây sẽ làm con sứ giả để tăng thêm những lượng giáp trụ mà Dev anh ta không làm được ở cánh dưới với cái chất tướng Lucian của mình. Nhưng năng lượng đang là vấn đề nhá, Dev đang hơi thấp năng lượng, anh ta chỉ còn một cú truy cục diệt tận mà thôi với cái lượng năng lượng đang thấp như thế này và anh ta bắt buộc phải sử dụng đó với pha cầu đi cầu về tốt đến từ vị trí của Closer. Ép máu tốt đến từ đường giữa bên phía của Lissabox, anh ta còn cú dịch chuyển để quay trở lại với tình huống phòng ngự nhưng đây có thể sẽ là trụ một toàn bản đồ dành cho bên phía của Redex ở cánh trên. Còn cánh dưới thì sao đấy, câu trả lời đến từ bên phía của Lissabox sẽ là thêm những lượng giáp trụ dành cho Prince và Kael. Nhưng Kingun cũng đang có mặt ở đây và cả Zika cũng đang có mặt để hỗ trợ đồng đội. Nhưng 3 đánh 2 thì rõ ràng là Redex vẫn đang là người bất lợi hơn và họ bắt buộc phải lùi về em thôi. Trụ bốt toàn bản đồ ở cánh trên dành cho Redex nhưng ở cánh dưới sẽ là hai giáp trụ. Cảm nhận là như vậy dành cho vị trí của Prince. Đó là một tiếng chiêu người khá hợp lý đến từ bên phía của Redex trong việc đẩy một cánh dành cho Dev với sứ giả tại đường trên. Rồi sau đó thì là một tình huống ở khu vực đường dưới thì Zika cùng với Kingun đã có một tình huống phòng thủ trụ xuất sắc. Đứng giữa thì mất đi một đợt lính nhưng đó là một cái chấp nhận mất mát đến từ phía của Direct mà thôi. Tôi nghĩ là cái con sứ giả hoàn toàn là có lời dành cho các thành viên bên phía của Direct. Họ tận dụng đó một cách khá là tối ưu, một pha hook để lấy về trụ một toàn bản đồ và thêm một cú hook nữa vào cái trụ thứ hai. Mục tiêu lớn tiếp theo mà cả hai có thể hướng tới sẽ có thể là con sứ giả đang ở cánh trên bản đồ và đây đang là mục tiêu mà các thành viên bên phía của Direct di chuyển ra trước để kiểm soát nó với lượng tầm nhìn nhiều hơn. Nhưng Lissabox thì họ tính bỏ hay sao đây khi mà tôi thấy rằng Closer đang ở khá xa khu vực này. Anh ta đang phải đi bộ và anh ta vừa lộ diện ở tại bụi cỏ trắng 3. Direct biết thông tin này, họ đang muốn rớt nhanh con sứ giả. Anh chắc dẫn lối 4 thành viên đối phương đến từ Prince. Sát thương của anh ta lấy đi nửa cây máu của Dev và Dev ăn không kịp sứ giả, anh ta thậm chí mất tới nửa cây. Thì giao tranh kiểu gì đây? Closer vẫn kịp đi bộ lên để có thể giúp các thành viên bên phía Lissabox có đủ người để giao tranh và đó là pha băng thẳng vào sau một tiếng hỏa diệu chiêu tốt đến từ vị trí của đồ và mạng được nhường lại dành cho xạ thủ Prince với người đập xuống là Piosic. Nhưng sẽ không có sứ giả dành cho bên phía của Lissabox trong tình huống này. Croco không có W nữa để ngăn pha lùi về với con đường băng giá của Zika. Một pha đổi tính mạng của bản thân để trừng phạt thành công con sứ giả đến từ vị trí của Piosic và anh ta làm được điều đó, ngăn chặn sứ giả đến từ bên phía của Lissabox. Nhưng trước đó là pha rất lô đến từ Redex, một quay trăng dẫn lối rất ảo diệu đến từ Prince. Anh ta có súng thiên lý trúng 4 người và sau đó đổi trọng trường gây thêm sát thương nửa cây máu của Dev mất đi. Pha bật chiêu cuối đến từ Kingun và anh ta đang có ý đồ solo kill Closer trong pha thi đấu này. Cắt và sắt làm choáng thành công
rất nhiều nộ được tạo ra đến từ Kingun và đây sẽ là pha ép chưa cuối. Kingun closer con tốc biến và anh ta sẽ phải đầu tư trong pha hiếu này khi không còn phi hồ nữa. Hoàn toàn đồng ý với cái luận điểm rằng là Lissabox sẽ là đội mạnh hơn ở giai đoạn late game và Redex họ sẽ cần phải tận dụng tối đa cái ngưỡng sức mạnh đang mạnh hơn ở trong giai đoạn hiện tại để ép những tình huống giao tranh. Những cái khả năng ép giao tranh của Redex thực sự nó rất là hạn chế, họ sẽ rất là phụ thuộc vào Zika và những tình huống băng vào giữ chân nhiều người và sau đó là hầm ngục hàn băng để có thể câu thêm thời gian giúp cho đồng đội của mình follow up theo với những cú chiếu cuối như kiểu là trói hồn của Morgana hay thậm chí là thanh trừ tầm xa đến từ Dev nữa, và khả năng quẩy đến từ Kingun nó cũng sẽ là một cái điểm rất là quan trọng ở trong phần đội hình của Redex ở ván này. Nhưng nãy giờ thì Redex họ chưa tận dụng được yếu tố đó. Trong khi đó thì đội hình của Lissabox dễ chơi rất là nhiều, họ chỉ cần câu đủ thời gian để cho Priest lớn với một con Aphelios đang ở ngưỡng gần như là hai trang bị ở khoảng thời gian phút thứ 18 này. Dòng được ăn thành công đến từ các thành viên bên phía của Lissabox, đó là con rồng nguyên tố thứ hai gọi dê đường ngang khá khó chịu đến từ đô và hỏa dư cho chúng hai người. Barrow gặp nguy hiểm, anh ta rất giấy, mất quá nhiều máu đến từ Barrow, lùi về ở vị trí an toàn, hỗ trợ tốt dành cho đồng đội. Kingun lao tới với việc là bật thần cá sấu, nhưng đây là pha hôn gió thành công ép thanh tẩy của Zika. Tiếp tục là sát thương chồng vào đép, bắt buộc phải lùi về và anh ta mất luôn cả thanh trừng nữa rồi. Ngấp đuốt đã được sử dụng đến từ Kael khi Priest thấp máu dính qua bóng tối. Và tất cả chiêu cuối được dùng, chỉ còn đúng một cái trói hồn đến từ vị trí của Morgana mà không ai nằm cả. Trừ khi bên phía DX có một pha bức tốc thần thánh nào đó ở tại giai đoạn giữa game với ngưỡng sức mạnh hiện tại của họ với Raiden cấp độ 13 có tầm gần 2 món trang bị. Bằng không thì tôi nghĩ rằng đúng là khi đánh đến tầm 3 món trang bị lớn, nó sẽ là cực kỳ khó dành cho họ. Ngưỡng 2 món trang bị là ngưỡng ổn nhất để giao tranh đối với Raiden cùng với Lucian rồi. Chờ đến 3 món trang bị bên phía bên kia cũng đã 3 đồ thì sẽ là vô cùng khó chơi. Và đây là Raiden lên cho mình đó là một cái giáp gia tốc hóa cuồng, một lối lên trang bị cũng rất là thú vị đến từ Kingun. Sứ giả phán quyết được gồng đến từ Croco. Anh chàng dẫn lối với pháo trong trường giữ chân được đép lại. Đép mất nửa cây máu hỏa dương ngược chiều kéo ở khá xa và nó không tìm được địa chỉ, nhưng xúc kích bóng cháy thì có. Bero không có tốc biến lần này, anh ta bắt buộc phải nằm xuống rồi, chắc chắn là như vậy. On trong tay của Dove là người ăn mà chứ không phải là Prince. Bây giờ thì bên phía của Lissabox đang đứng trên tầm nhìn của đối phương và họ đang phải check xem Lissandra của Zika ở đâu. Zika thực sự đang là một áp lực rất lớn dành cho bên phía của Lissabox và anh ta vẫn đang tàng hình để gây ra những áp lực dành cho đội bên phía Lissabox. Dove đang phải đi check. Dove đang phải check sang Lissandra đối phương ở đâu và tôi vẫn chưa thấy Zika ở đâu cả. Thanh Trừng đưa ra góc không đẹp đến từ Dev và Zika vẫn đang có thể núp được ở bụi cỏ, không có tầm nhìn của đối phương. Đây là góc vào rất khó chịu đến từ Zika. Chiêu cuối để được một thành viên đối phương với Zika bắt đầu vào. Anh ta vào giữa chân được hai thành viên chống chịu đối phương mà thôi. Ta phải dùng chiêu cuối chính bản thân mình để có thể cố gắng có thời gian. Đồng hồ có được dùng, tốc biến của anh ta còn. Anh ta vẫn đang đứng lại để bình tĩnh gây hiệu khống chế cho đồng đội. Anh chàng dẫn lối sát thương là cực kỳ nhiều đến từ Prince. Nhưng rồng đang phá và rồng phá chết cả đô rồi. Croco đang kẹt lại trong khu vực hang rồng và rồng vẫn còn tới 7000 máu. Sát thương đâu để ăn rồng đây hả Croco? Anh ta bị bắn mất máu quá nhiều, phải tốc biến ra khỏi khu vực hang rồng rồi. Cú hồn gió trượt liên tục đến từ vị trí của Closer. Pha này thì Prince đang muốn bắn, anh ta lướt phong linh lên, anh ta bắn vào người của Zika. Sát thương là không đủ đến từ Prince. Hai xạ thủ vẫn còn tốc biến và thành tẩy và đây vẫn sẽ là tình huống giao tranh rất then chốt khi mà 5 người đến từ bên phía của Redex đối đầu với 4 thành viên bên phía của Lissabox, nhưng khả năng gây sát thương tầm xa rất tốt đến từ Prince gây sức ép. Rồng đang được triển khai, rồng thuộc về các thành viên bên phía của Redex với pha trừng phạt chính xác đến từ Pioxic. Giữ chân thành công đối phương nhưng sẽ không có follow up theo đến từ bất cứ một thành viên nào cả. Ăn rồng xong, đội hình bên phía của Regenix rút lui khi mà họ hài lòng với việc sắc đao được mạch hồn, mạch rồng của đối phương và có được cho mình một điểm hạ gục ở vị trí của đồ. Rất căng thẳng, vô cực kiếm đã được hoàn thiện đến từ Dev. Prince thì còn một khoảng thời gian nhỏ nữa để anh ta hoàn thành món trang bị này và 36 giây tôi nghĩ là đủ để cho xạ thủ bên phía của Lissabox hoàn thành xong cho mình trang bị lớn thứ 3 trong tủ đồ của mình. Và khi đó thì nhiều khả năng là Dove sẽ có được cho mình tốc độ 14 để anh ta đúc một món trang bị dành cho carry chủ lực ở cánh dưới của mình, đó là Prince. Và để xem là Lissabox có thực hiện hóa được điều đó hay không khi 18 giây nữa dòng ra. Và có vẻ như là không về kịp rồi, Prince sẽ phải ở lại trong tình huống này. Đây sẽ là ngưỡng sức mạnh nhỉnh hơn dành cho Lucian trong tay của Dev so với lại Aphelios của đối phương. Croco thì liên tục, ui, pha lướt lên bắn rất đau đến từ Dev, nhưng mà Prince có chiêu cuối tam ken để cover và Dev bị ủi ba sát tường. Dev mất máu nhiều quá, người đã kẹt lại đó là Croco. Sau khi anh ta bị dính hơn một hàn băng, anh ta đã phải lên bảng rồi. Đồ quẩy không nổi, anh ta quay người trở lại hất tung được hai thành viên đối phương, nhưng anh ta mất máu quá nhiều và anh ta cũng đã đi rồi. Một cái vòng tròn đánh giá ba người đến từ Zika nhưng không có sát thương tuyến sau đến từ bên phía của DX. Và bây giờ thì Prince đang bắn từng người như một, anh ta bắn thẳng vào trước mặt một Raiden của Kingun và anh ta bị xóa sổ hoàn toàn trong tình huống giao tranh vừa rồi. Triple kill dành cho Dev và đó là một sai lầm chết người đến từ Prince. Sai lầm tới từ xạ thủ bên phía của Lissabox khi anh ta quá hổ báo trong tình huống vừa rồi. Lướt thẳng phong linh tốc biến thẳng vào người một con Raiden có cú làm choáng.
và nằm xuống ngay tắp lự tới từ xạ thủ chủ lực bên phía của Lisbon. 4 điểm hạ gục dành cho bên phía của Dragonex, và thế như trẻ trẻ họ sẽ tiến thẳng ra khu vực hàng rồng mà thôi. Cái chu thứ nhất khu vực đứng giữa cuối cùng nó đã được lấy dành cho bên phía của Dragonex. Một tình huống giao tranh rất nghẹt thở đến từ đôi bên, khi mặc dù Dev có một lượng sát thương rất lớn nhưng khả năng tấn công đến từ Croco, đến từ một con đòn trong tay của Đô Phúc khiến cho Dev mất rất nhiều máu. Đội tuyển dày dặn kinh nghiệm hay giữ được những cái đầu lạnh của mình trong các pha giao tranh. Nếu họ xử lý bình tĩnh hơn, tôi nghĩ là Lisbon có cơ sở để có thể cạnh tranh trong pha vừa rồi. Còn đây là pha mà dính khóa bóng tối, mất máu quá nhiều, Croco mất máu và anh ta sẽ phải nằm xuống, nhưng Dev đã phải đổi mạng rồi. Crozer đang bị tấn công ngược trở lại và anh ta đã có một cú ngậm nuốt để rút lui đến từ Kael, nhưng người kẹt lại đang là Đô. Chỉ là sát thương đến từ Derek đã bị hết khi mất đi Dev. Khi mất đi Dev thì tôi nghĩ rằng Derek sẽ không còn sát thương nữa. Zika, đồ này của anh ta là đồ Lissandra gây hiệu ứng, và anh ta sẽ khuấy động tuyến sau của Lissabox thay vì việc là anh ta gây sát thương cùng với xạ thủ chủ lực của mình. Và khi Dev lên bảng điểm số thì đồng nghĩa với việc 4 thành viên còn lại đến từ bên phía của Derek sẽ phải rút lui về. Còn đây là góc di chuyển tương đối là khó chịu đến từ Đô, nhưng anh ta dính hai hiệu ứng, anh ta bị hất tung, anh ta sẽ dính thêm cú làm choáng nữa đến từ vị trí của Kingen. Nhưng máu mất đi là không quá nhiều, lùi về được với xung kích bóng cháy. Hoàn toàn đồng ý, Kingen thì cũng không phải là một vị tướng chống chịu quá là mạnh khi mà đồ của anh ta phần nhiều là sát thương. Chỉ có một cái giáp gia tốc mà thôi, anh ta đang hướng lên món trang bị thứ tư của mình là một cái giáp thiên thần với đồng hồ đang bỏ ngỏ. Dragonex vẫn đang có được ưu thế và lượng tiền dẫn trước so với lại đối phương, nhưng càng đánh nên nhớ rằng đội hình bên phía của Lisbon sẽ càng mạnh hơn. Chỉ cần Prince giữ vị trí tốt và được bảo hộ bởi một con tam ken trong tay của Kael thôi thì tôi tin rằng là về giai đoạn late game, Lisbon vẫn sẽ là những người mạnh hơn. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì có vẻ như Dragonex vẫn đang muốn cụ thể hóa cái sức mạnh vượt trội của mình. Closer, anh ta dính cho mình ngay một pha thanh trừng sấy rất đau. Zika có góc vòng sau khó chịu, anh ta sử dụng cho mình đồng hồ để có thể câu giờ. Một pha hỏa dương hiệu triệu chia cắt đội hình bên phía của Dragonex, nhưng Zika lùi về được với vị trí an toàn. Sát thương rất lớn đến từ vị trí của Prince, anh tạo ra rất lớn 4 món trang bị của Aphelios. Và anh ta đẩy lui hoàn toàn phần đội hình bên phía của Dragonex, và đây sẽ là Baron đến từ bên phía của Lisbon. Nhưng rõ ràng là Dragonex sẽ không thể nào mà để lỡ cái Baron này được. Còn đây là pha mà Đô đang bị tấn công, anh ta bị dính khóa bóng tối, anh ta vẫn kịp xung kích bóng cháy được rút lui. Baron mất máu quá nhanh và sứ giả phán quyết để đối phương ra. Baron thuộc về các thành viên Lisbon, với sát thương cuối cùng thuộc về Prince, và anh ta hút máu lại từ Baron là full cầy. Một cái anh trăng dẫn lối đẩy lui toàn bộ đội hình đối phương. Là một lượng sát thương rất lớn được tạo ra tới từ xạ thủ chủ lực bên phía của Lisbon, và như đã nói, càng đánh về giai đoạn sau thì khả năng đúc đồ đến từ vị trí của Đô nó sẽ càng tăng thêm cái lượng sát thương, mà Prince anh ta đang tỏ ra là hoàn toàn vượt trội trong những pha gây sát thương cùng với lại xạ thủ đẹp bên phía bên kia nữa. Dòng nguyên tố thứ 3 đã có dành cho bên phía của Lisbon với con dòng nguyên tố thứ 5 ở ván này, và họ càng gần hơn với linh hồn dòng nước ở tầm 5 phút nữa. Càng đánh cảm nhận rằng Lisbon sẽ càng mạnh hơn, và để xem là Zika cùng đồng đội sẽ mở giao tranh như thế nào với một con Lissandra nãy giờ có những cái góc vòng sau tương đối là hiệu quả. Ngưỡng sức mạnh đến từ bên phía của Lisbon đã được định hình. Aphelios của Prince Fundo gần như là vậy, anh ta chỉ còn hoàn thành nốt cái trùy gai Momotius với cái kiếm răng cưa đang còn bỏ ngỏ trên người mà thôi. Là sẽ có full 6 món trang bị với lượng sát thương thực sự rất ấn tượng ở thời điểm hiện tại mà anh ta đang sở hữu. Pháo hút gió không trúng đến từ Closer, nhưng mà Kingen anh ta đứng ở một cái vị trí tương đối là an toàn bên cạnh những người đồng đội của mình. Pha kiểm soát tầm nhìn tốt hơn đến từ bên phía của Lisbon trước thềm con dòng nguyên tố thứ 6, và đây có thể sẽ là linh hồn dòng nếu như Lisbon cụ thể hóa nó. Pha vòng sau đến từ Croco và Closer, mục tiêu của họ nhắm vào Dev. Mọi thứ dồn vào Dev, nhưng Dev trả sát thương khá gắt trong tình huống thanh trừng hạ không thành công được vị trí của Closer rồi. Góc này thì sao đây, Prince được cứu bởi Kael, nhưng mất đi một nguồn tài nguyên đến từ bên phía của Lisbon. Họ vẫn đang cố gắng giao tranh, Kingen mất giáp thiên thần trong tình huống này, Dev vẫn chưa thể bắn được với khả năng bảo kê tốt đến từ Dov cũng như là Kael, và ủi vai ủi thẳng vào cái dung hoạt thì vực tốt. Và Croco có được điểm hạ gục của Dev hay không, đấy câu trả lời là không, khi Dev vẫn được bảo kê bởi khiên đen của Morgana, và đây sẽ là thêm những điểm hạ gục nữa dành cho đội hình bên phía của Dragonix. Prince chấp hết cả thế giới, và liệu đây có phải là một pha một cần hết đến từ Prince hay không, đây câu trả lời là chưa, khi mà vẫn còn 3 người bên phía của Dragonix còn sống sót. Nhưng vẫn đó vẫn là một pha lấy 2-4 có lợi thế hơn dành cho Dev cùng đồng đội. Dev đã bắn cực kỳ tốt trong pha vừa rồi, và với huyết kiếm, với khả năng bảo kê đến từ đồng đội, anh ta vẫn có thể trả sức thương lại và khiến cho các thành viên bên phía của Lisbon là những người bất ngờ nhiều hơn. Baron đang có trên bản đồ, và đây sẽ là con rồng, tạm thời sẽ là con rồng nguyên tố thứ 6 với 3 rồng đều trong mỗi bên. Chưa có linh hồn rồng dành cho Lisbon trong ván thi đấu này. Mặc dù Prince đã nỗ lực để có thể gây sát thương, Derek lại phải lâm vào giao tranh với Lisbon ở tại khu vực hang Baron, và đó là cú sứ giả phán quyết, không để được ai về đến từ Croco cả. Và đó là một tiếng rất nhanh con Baron, nhưng có kịp hay không đây, Prince được ngâm nước cover tốt trước áp lực đến từ Zika. Và Baron vẫn đang được khởi động, nó vẫn còn nhiều máu quá. Một mình Croco không có sát thương, và đã đủ sát thương để Croco có Baron cho Prince xong rồi, họ đánh người trở ra. Khả năng bắn đến từ Prince là rất tốt, anh ta bắn hạ được thành công Zika. Người tiếp theo có thể đóng nghiệp, đó là vị trí của Kingen, anh ta đã bị bắn quá đau bởi vị trí của Prince. Prince bắn được, Prince bắn hạ được cả Piercic nữa, double kill dành cho Prince.
Death Barrel đang phải co cụm để có thể rút lui trước áp lực đến từ AP lẫn của Freeze. Phải quay ngược trở lại đến từ Death, bắn lấy nửa cây máu sao từ đối phương nhưng anh ta không dám dấn lên quá cao. Và đang rất căng thẳng ở trong cặp trận này của đôi bên khi mà King Hun vừa rồi ăn một quy ở dạng súng huyết tinh đến từ vị trí của Prince và ngất mất ngay lập tức cho mình một và ba cây máu. Và đó là cú sứ giả phán quyết đẩy được một thành viên đối phương về, đó là Zika. King Hun mất hơn nửa cây máu sau những tình huống bị dính hiệu không chế bắt thương đến từ Closer. Cú chiêu cuối được đầu tư nó chưa thực sự hiệu quả đến từ Croco, nhưng họ đang rush quá nhanh, cái tốc độ ăn là cực kỳ khủng khiếp. Đó là rồng và linh hồn rồng thuộc về Listen Box rồi, họ đánh ngược trở ra. King Hun chỉ còn lại nửa cây máu, thần ca sấu anh ta chưa được kích hoạt. Closer vẫn đang giữ vị trí và anh ta băng lên ép thành công một cú chiêu cuối diệt tận đến từ Dev. Mỗi bên đều đã mất đi những lượng tài nguyên nhất định với cú chiêu cuối đến từ cặp đôi Dev cũng như Barrel được đầu tư đến từ DRX. Còn Listen Box thì đầu tư ba cú chiêu cuối cánh trên của họ. Đúng việc cả hai xạ thủ ai được chơi nhiều hơn trong các pha giao tranh sẽ là một yếu tố tiên quyết hướng tới việc giao tranh thắng lợi dành cho một trong hai bên. Nhưng tôi cảm giác cái tuyến trước bên phía của Listen Box dày quá. Họ vừa có On, họ vừa có Poppy, bên phía bên này thì chỉ là một Renekton của King Hun mà thôi. Và Baron vẫn đang được ăn với cái tốc độ quá là chóng mặt đi. Barrel đang di chuyển vào để lấy tầm nhìn trước. Cú khóa bóng tối đưa ra nhưng Piu sẽ không được kịp bốc khiến đen và anh ta bị sứ giả đẩy về. Thôi xong rồi, Baron ở đâu ra đây? DRX bất Baron, cú thanh trừng với theo được đép bắn vào người của chống chịu đối phương là Croco và Dove. Không hiệu quả. Lượng hồi phục đến từ linh hồn dòng nước có thể giúp cho Croco và cả Dove hồi lại phun cây máu ngay bây giờ mà thôi. Đó là con đường bằng giá nhưng không kích hoạt lần hai đến từ Zika. Họ đang muốn khép góc đối phương để tràn vào khu đường giữa. Nhưng thực ra là tình huống khép góc này nó chưa thực sự hiệu quả. Đối phương vẫn có thể về để phòng ngự được một loạt hiệu khống chế tốt đến từ bên phía của DRX. Nó chỉ ép được một cái thanh tẩy sách phép của Closer mà thôi. Rekadex đang tính đứng gì? Nhưng rõ ràng là không có bất cứ một lý do gì để Linh Sambok đi vào cái khu vực bùa đỏ đó nữa. Họ sẽ đẩy thẳng ở khu vực đường giữa trong tình huống này khi mà hướng tới những cái trụ thứ ba của đối phương. Trụ thứ hai khu vực đường trên là cái trụ duy nhất mà Rekadex còn sót lại ở trong khoảng thời gian phút thứ 50 này. Hai bên vẫn đang rất căng thẳng. Những ưu thế đang thuộc về bên phía của Linh Sambok và đây có thể sẽ là tình huống đẩy để lấy một đường với bùa loại Baron đang sở hữu dành cho bên phía của Linh Sambok. Hay chăng đây Closer anh ta phi hồ lên, anh ta lao thẳng vào ui cho chú vào Barrel và hỗ trợ bên phía của Rekadex chết chay trong tình huống này. Thì đây chắc chắn sẽ là một đường dành cho Linh Sambok, hoặc họ có thể lấy nhiều hơn nha. Con dịch chuyển đến từ Closer để anh ta quay trở lại, vẫn còn đó cho mình phi hồ đến từ Closer để sẵn sàng gây áp lực. Nhưng không, chỉ là một đường sau đó là dẫn thân lính vào và gây áp lực vào hai trụ bảo vệ nhà chính của đối phương mà thôi. Cú phá bóng tối thành công khi gần có vóc vóc bóng sau khó chịu và sứ giả phán quyết không thành công đến từ vị trí của Croco. Nhưng đây là gọi dê húc chú của đẹp vẫn chưa bắt được một trụ bảo vệ nhà chính đã có dành cho bên phía của Linh Sambok rồi. Và Đô thì đang gặp nguy hiểm, anh ta dính thanh trừng không quá giá trị đến từ đẹp. Nhưng tạm thời đến từ bên phía của Linh Sambok họ vẫn chưa thể nào kết thúc được ván đấu này khi khoảng thời gian đếm số đến từ Barrel là 20 giây. Linh Sambok vẫn đang muốn có được ván đấu ở ngay tình huống Baron này, nhưng liệu họ có làm được nó hay không đây? Muốn tiến vào bán kết và họ cụ thể hóa cái quyết tâm của mình bằng cú về nhà dịch chuyển trở lại đến từ vị trí của Đô với 5.000 máu. Dev đang bắn vào Đô, Dev bắn hoài bắn mãi không thấy Đô mất 1.000 máu nào cả. Bên phía bên kia thì Zika mất máu quá nhiều sau tiếng băng vàng, anh ta còn chung với hầm hoàn băng, anh ta bấm đồng hồ trước. King Hun tốc biến vào tìm kiếm vị trí của Prince, nhưng Prince được ngâm nuốt và anh ta được nhả ra thì anh ta bắn free, anh ta bắn tất cả những gì trước mặt. Và King Hun gục ngã mất giáp tiền thần, cánh còn lại Dev cũng đã nằm xuống với giáp tiền thần của anh ta đang trong thời gian hồi. Và khi anh ta tỉnh dậy thì Freeze tốc biến lên tìm kiếm được Dev với 1.000 tiền sát đào. Và sau đó thì Linh Sambok sẽ kết thúc cặp trận BO5 này với tỷ số là 3-1, ghi tên mình vào bán kết của LCK mùa hè 2022.